Xu hướng bất động sản ven biển California. California, với bờ biển trải dài và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, luôn là điểm đến hấp dẫn cho cả du khách và các nhà đầu tư bất động sản. Các khu vực ven biển như Los Angeles, San Francisco, San Diego và Santa Monica đều nổi tiếng với những căn hộ sang trọng, biệt thự nghỉ dưỡng và các dự án bất động sản cao cấp. Xu hướng đầu tư bất động sản ven biển California đang phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng đi kèm với những thách thức đặc thù. Cơ hội đầu tư. 1. Giá trị bất động sản tăng trưởng ổn định. Các khu vực ven biển California thường xuyên chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá trị bất động sản nhờ vào nhu cầu cao và sự hấp dẫn của cảnh quan thiên nhiên. 2. Nhu cầu thuê cao. Với khí hậu ôn hòa, bãi biển đẹp và nhiều hoạt động giải trí, các bất động sản ven biển California luôn có nhu cầu thuê cao từ cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Điều này mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các nhà đầu tư thông qua việc cho thuê ngắn hạn hoặc dài hạn. 3. Phát triển hạ tầng và tiện ích. Các khu vực ven biển California liên tục được đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống giao thông, tiện ích công cộng và các dịch vụ giải trí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút dân cư và du khách. Thách thức đầu tư. 1. Giá cả cao. Bất động sản ven biển California thuộc hàng đắt đỏ nhất nước Mỹ. Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư phải có nguồn vốn lớn và khả năng tài chính mạnh mẽ để có thể đầu tư vào các dự án bất động sản tại đây. 2. Rủi ro thiên nhiên. Khu vực ven biển California thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề thiên tai như động đất, sóng thần và sói mòn bờ biển. Đây là yếu tố rủi ro mà các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng. 3. Quy định pháp lý chặt chẽ. California có các quy định pháp lý nghiêm ngặt liên quan đến việc xây dựng và phát triển bất động sản, đặc biệt là ở các khu vực ven biển. Nhà đầu tư cần phải tuân thủ các quy định này để tránh rủi ro pháp lý. Kết luận, xu hướng bất động sản ven biển California mang lại nhiều cơ hội hấp dẫn với tiềm năng tăng trưởng giá trị và thu nhập ổn định từ việc cho thuê. Tuy nhiên, những thách thức về giá cả, rủi ro thiên nhiên và quy định pháp lý đòi hỏi các nhà đầu tư phải có chiến lược đầu tư cẩn thận và dài hạn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư vào bất động sản ven biển California có thể trở thành một quyết định thông minh và sinh lời.